đây chúng tôi sẽ cam kết nửa cuối của năm và trong năm 2024-2025 chúng tôi sẽ xây dựng những chương trình khuyến khích hỗ trợ để cho các bạn có một cái môi trường, có một cái thế giới để cho chúng ta phát triển và chúng ta có được cái thu nhập tốt hơn, làm cái hình mẫu để cho toàn bộ đội ngũ bán hàng của chúng ta có thể học tập, có thể noi theo và từ đó tạo ra một cái động lực để tất cả chúng ta cùng phát triển, để đem cái tình yêu của thương hiệu Volkswagen đến cho tất cả các khách hàng trên mọi miền của Tổ quốc. Sau những khóa đào tạo này thì các bạn là một những người đã được trang bị kiến thức, tạo ra một hình ảnh để cho tất cả các bạn trong bán hàng của mình sẽ được tiếp nối và bước ra một thị trường với một cái tinh thần của một chiến binh Volkswagen. Lần nữa anh xin chúc mừng tất cả các bạn, cũng như là anh hy vọng là tất cả các bạn mới sẽ đạt được những cái chứng chỉ giống như các bạn hiện nay. Vui khi mà nhận được cái chứng chỉ từ Volkswagen Việt Nam. Cái điều mà em thích nhất khi mà tham gia cái khóa học này đó chính là cái sự tận tâm, chuyên nghiệp, và khi mà mình học đó, là có một cái sự gọi là thực hành rất là thực tế. Thì nếu như mà cho em một từ để diễn tả về cái khóa học thì từ em chọn đó là năng lượng. Tại vì sau khi các khóa học thì em cảm thấy mình được tiếp thêm rất là nhiều năng lượng cho kinh nghiệm, trải nghiệm của mình để có thể phục vụ cũng như là tư vấn các khách hàng nhiều các thành công hơn, thoải mái hơn. Thì trong quá trình được tham gia đào tạo của Volkswagen Việt Nam thì Sơn cảm thấy rất là ý nghĩa và trân trọng, bởi vì trong cái khóa học đào tạo này Sơn được hiểu thêm về cái ý nghĩa của Volkswagen và có thể cải thiện các kỹ năng để có thể hỗ trợ các khách hàng sắp tới một cách tốt hơn, hoàn thiện hơn. Trong buổi lễ trao giải ngày hôm nay thì em xin chân thành cảm ơn Volkswagen Việt Nam đã tài trợ chương trình mà học những cái khóa học này. Và em cảm ơn các thầy đã rất là tâm huyết khi mà đã chỉ dạy cho các em rất là nhiều cái kỹ năng cũng như là kiến thức sản phẩm. Từ đó sẽ hỗ trợ cho em thêm nhiều cái kỹ năng khi mà tư vấn với lại khách hàng. Và em hy vọng rằng trong tương lai, Volkswagen Việt Nam sẽ tổ chức thêm nhiều cái khóa học nữa để trau dồi cho những cái bạn tư vấn bán hàng, và đặc biệt là em có thể tự tin hơn khi mà tiếp xúc với khách hàng. Xin cảm ơn. Ngày hôm nay chúng tôi rất vui vì đã hoàn thành chương trình cấp chứng chỉ cho các bạn tư vấn bán hàng chuyên nghiệp của Volkswagen. Đây là chương trình cấp chứng chỉ đầu tiên cho các bạn tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Trong những thời gian vừa qua, chúng tôi đã tiến hành những mô đun đào tạo liên quan đến kiến thức sản phẩm, quy trình bán hàng cao cấp cũng như là các trải nghiệm về sản phẩm. Tại Volkswagen, các bạn tư vấn bán hàng không chỉ tham dự những khóa đào tạo đơn thuần về mặt sản phẩm, các bạn còn tham dự những khóa trải nghiệm trên đường cùng với xe và các khóa học thực tế khác. Điều này sẽ giúp nâng cao tình yêu thương thương hiệu cũng như hiểu biết sản phẩm và thực tế khách hàng của các bạn tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Chúng tôi tin tưởng rằng những khóa đào tạo này sẽ mang lại cho các bạn tư vấn bán hàng những kỹ năng, những kiến thức, kỹ thuật thực chiến của các tư vấn bán hàng nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm cao cấp và hài lòng với thương hiệu Volkswagen. Xin cảm ơn. Anh cam kết cùng đồng hành với các đại lý giúp các bạn thêm những kiến thức cơ bản, những kỹ năng tuyệt vời và đặc biệt là trải nghiệm khách hàng, giúp khách hàng chúng ta có nhiều cái trải nghiệm nhiều hơn với thương hiệu Volkswagen. Anh rất mong các bạn tiếp tục hành trình của mình, cũng như là anh mong các bạn mới sẽ cùng đồng hành với Volkswagen Việt Nam, chúng ta có thực sự có những khóa học rất là hay và trở thành những chứng minh thực sự của thương hiệu Volkswagen. Anh cảm ơn các bạn. Volkswagen.